Chào em, dạ. Quy Khánh. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Nãy giờ xin lỗi là Quy Khánh tính trễ để cho mọi người không thấy Quy Khánh và anh Nghĩa phải đợi. Vì một lý do rất là khách quan và rất là dễ thương. Cái lý do gì mà dễ thương để mọi người phải chờ đợi vậy em? Thường thì người ta hay nói là kẹt xe. Cái lý do đó là nó bình thường nhiên rồi. Nhưng nói ra người ta biết mình nhiều khi là không nói sự thật. Đúng rồi. Nhưng mà em lần này là bị kẹt thang máy. Tức là thang máy nó đang kéo em lên nửa chừng, cái xong nó đứng lại nửa chính giữa lưng lửng vậy đó hả, hay sao? Cái đó thì hơi nguy hiểm, cái đó thì không có mắc cười, cái đó là lo lắm anh. Chứ làm sao? Tại vì á, khi mà gửi xe xong thì em chuẩn bị vô thang máy thì mình đang làm việc vào cái giờ cao điểm thì rất là nhiều người ra vô thang máy. Đúng rồi. Nhưng mà những người đó họ không chịu xếp hàng để chờ đợi tới lượt mình vô. Cứ thấy thang máy mở ra, nhiều khi người ở trong chưa ra thì người ở ngoài nó ùa vô, làm ùn tắc. Cái vụ này thì anh thấy rất là nhiều, nhất là mỗi khi mà mình đi coi phim. Dạ. Mình coi phim mà coi ở những cái tầng lầu cao á, cái xong mà khi mà hết một suất chiếu người ta ùa ra, người ta chen vô thang máy á, thì cái trường hợp này gặp nhiều lắm. Đó, em đứng em chờ cho những người kia đi ra hết. Để mình đi vô thì thấy người kia chưa kịp ra hết thì mình đã không còn chỗ để đi vô nữa rồi. Thế là lại tiếp tục đợi cái tour sau. Đợi tour sau thì mình chưa kịp vô thì những người khác thấy thang máy vừa mở cửa là từ ở đâu rất là nhanh, cứ ù vô, vô kéo nhau vô rất là nhanh. Và thế là em lại đứng chờ thêm một lần nữa. Cứ thế tới khi nào người thưa hẳn em mới bước vô để lên đây. Lẽ ra là em có thể em chen chút vô rồi em xô đẩy, em lấn này người kia vô, hoặc là em nói tôi Quy Khánh nè cho tôi vô đi là cũng được, nhưng mà em đã không làm như vậy cho nên tới trễ đó, đúng không? Dạ. Cái văn hóa xếp hàng, mà cái văn hóa xếp hàng này nó không chỉ được thể hiện ở ngay thang máy không thôi, mà nó còn được thể hiện ở rất là nhiều nơi, những cái nơi công cộng như là sân bay nè, rồi siêu thị nè, vân vân. Sắp tới mình còn có tàu metro nữa anh, cái đó mà kẹt là nguy hiểm lắm á. Phải ra vô như thế nào phải hợp lý, nếu như với cái thói quen của người Việt Nam mình hiện tại thì chắc chắn là sẽ làm cho những cái nơi công cộng nó càng lúc càng phức tạp và rối rắm hơn. Vậy thì ngoài cái việc hôm nay em gặp sự cố thang máy do người ta không biết xếp hàng ra, thì em có thường hay gặp cái tình trạng này ở những nơi khác hay không? Dạ có, thường xuyên rất nhiều, và em luôn luôn tự dặn mình là phải cho dù như thế nào mình phải kiềm chế và mình không chen lại, để cho những người khác phía sau mình họ thấy và họ học hỏi được điều đó. Và thậm chí em cũng dạy chính con cái của em là không nên chen lấn xô đẩy, và mình phải biết xếp hàng. Ví dụ như em dắt con gái em đi mua thức ăn nhanh, những gà rán, gà chiên gì đó, khi mình xếp hàng rất là nghiêm túc chờ tới lượt mình mua thì những người ở phía sau không biết là vì họ không để ý hoặc họ lo nhìn cái những cái món ăn và họ đã chen lên trước. Nhưng mà một người thì mình lịch sự không nói, nhưng tới người thứ hai mình cũng không nói, bởi vì họ đi với trẻ em, mình không biết vì lý do gì đó họ phải gấp gáp. Nhưng khi mà mình đã được tới lượt mình vào đó rồi thì Huy Khánh lại nói với cái cô nhân viên là nếu như em là người bán hàng chuyên nghiệp thì em thấy những cái trường hợp đó em phải biết nhắc khách quay ngược lại xếp hàng. Đúng rồi. Bởi vì anh đang là đứng ở cương vị cũng là khách, anh vẫn có thể nói được, nhưng mà vì anh lịch sự anh không nói. Nhưng mà em là người phải biết ai đến trước đến sau và em phải ưu tiên cho những người đến trước. Và cô nhân viên đó đã xin lỗi mình. Những trường hợp đó em còn gặp rất nhiều ở sân bay, khi mà vào những giờ cao điểm thì xếp hàng dít dắt nhau rất là nhiều. Có những người cảm thấy lâu quá cho nên là tự lỡ cái rào lên qua. Và rất là nhiều những người khách nước ngoài khác họ nhìn những người đó với ánh mắt rất là kỳ luôn á, họ kỳ khó thị. Chịu lắm. Và có những người tự ý đi chen và cứ đi hãng nhiên lên, thì những lúc đó thì cá nhân em sẽ nói và em nói là xin lỗi, em mời anh xuống xếp hàng từ phía sau, bởi vì anh đi như vậy thiệt thòi cho rất nhiều người khác chứ không phải là cá nhân của tôi. Thì những người đó cũng không hài lòng lắm khi mà bị nhắc nhở. Những cái người nào mà cảm giác là không hài lòng lắm khi bị nhắc nhở thì phải nói rằng cái ý thức của họ quá kém. Bởi vì khi chúng ta có ý thức mà do chúng ta vô tình mà chúng ta bị nhắc nhở như vậy, mình quê lắm em. Khi chúng ta càng chen lấn như vậy thì mọi việc nó diễn biến nó càng chậm hơn. Nếu vậy thì cái điều mà chúng ta tự đặt ra với nhau ở đây thì cái việc mà văn hóa xếp hàng á, nó không phải chỉ là cái vấn đề giáo dục trong nhà trường, mà nó là cái ý thức của mỗi người chúng ta trong cái quá trình chúng ta phát triển, chúng ta giao lưu học hỏi với tất cả những người xung quanh và đặc biệt là với những nước tiên tiến đó. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng đây là cái văn hóa mà chúng ta cần phải học hỏi. Bây giờ thì mời Huy Khánh và mời tất cả mọi người hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự mà chúng tôi đã ghi lại sau đây. Dạ, em gặp rất nhiều trường hợp mà người ta thường chen lấn, thường mất trật tự và không xếp hàng hả? Mọi người mình đều bình đẳng hết, nhưng mà có một số người ta ỷ mình là lớn hơn á. Xong cái giống như là khi đi siêu thị mua đồ á,
cái đôi lúc có một số gì á, cái gì đó tự động chen ngang, mà mình vì lịch sự mình nhỏ tuổi hơn là mình cũng không nói được gì, chỉ mong là những gì này ý thức được và cải thiện cái chuyện này. Có phải có cái nguyên tắc mới được chứ, người này người kia thấy xô bồ lắm, phải có trên có dưới có trước có sau mới được. Mạnh người nào giống như là hả sắp lá cà, giống như là rối hết những viên đạn kiếm mình tung, không có người, không có người để sắp xếp á. Và nói cái trường hợp người ta trên trước hàng của em thì em sẽ nói nhẹ với người ta và nói cho người ta hiểu. Như chúng ta đã thấy, cái việc xếp hàng thật ra nó không có gì là quá khó khăn. Chỉ việc là người nào đến trước thì đứng trước, người nào đến sau thì đứng sau, rồi cứ tuần tự mà đến để mà giải quyết công việc của mình thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao nhiều người không làm được em. Yeah. Em nghĩ chắc là do, nãy anh Nghĩa nói đúng là do thói quen. Chứ thật ra bản năng của chúng ta ai cũng có ý thức hết. Nhưng mà vì thói quen hoặc là vì cái công việc hoặc cuộc sống hối hả của mỗi người đã tạo cho họ thành cái thói quen như vậy. Còn các bạn trẻ bây giờ thì cảm nhận của Huy Khánh thấy các bạn rất tiến bộ ở về cái mặt ý thức ở nơi công cộng, biết giữ gìn vệ sinh, biết xếp hàng, bởi vì các bạn đã được học, được đi du lịch ở những đất nước phát triển và các bạn đã ý thức được cái điều đó từ những con người ở bản xứ của đất nước khác và họ áp dụng vô cá nhân họ trên đất nước của mình, thì cái điều đó là em cảm thấy rất là vui và hạnh diện. Anh đã từng có một vài lần anh cảm thấy khó chịu khi mà đến những cái nơi mà lẽ ra ý thức nó phải được đề cao, như là sân bay, nhiều khi mình đang đứng mình xếp hàng mình chờ check in hành lý, tự động ở đâu chen vô mà lạng vô một vòng đứng trước mặt mình, giống như là cái vùng đất này là của tôi nghe, cái nơi này là của tôi nghe, mà không có hề hỏi mình một tiếng. Anh nói giá như họ chỉ cần họ hỏi mình một tiếng trước thôi, anh ơi, chị ơi, tôi sắp trễ chuyến bay rồi, cho tôi lên xếp hàng trước để tôi giải quyết trước tôi vào trong, thì anh nghĩ rằng anh hay bất cứ ai cũng sẽ rất là vui lòng để nhường cho họ. Nhưng lần này không, mặt kêu hạnh đẩy cái xe vô. Không có gì xảy ra. Em gặp trường hợp như anh Nghĩa rồi, nhưng mà chính em là người trễ máy bay. Và em lúc đó thật sự là không biết phải làm gì nếu mà xếp hàng với cái đoạn đường xếp hàng dài, phải 30 đến 45 phút mới vô được, mà trong khi đã đọc là còn bao nhiêu phút nữa là cửa máy bay sẽ đóng, thì lúc đó chỉ còn cách là đi xin thôi. Thì lúc đó trong đầu nghĩ ra hai cái suy nghĩ là sẽ xin cái người đứng đầu tiên là người đã quyết định tất cả, và thứ hai nữa là xin cái anh hải quan. Khi xin được cái người này rồi thì mình mới nói là xin lỗi cho anh vô trước. Mình phải có ít nhất là 1 đến 2 lần xin để mình tỏ cái thiện chí là mình rất là cần thật sự, chứ không phải là muốn là chen vô. Và em còn thấy một cái trường hợp là có những người cũng đi rất, em nghĩ là cũng nhiều lần rồi, có đẩy xe rồi, có em bé rất là nhiều, và cái miệng thì luôn nói mình cứ đi không sao đâu, mình cứ chen lên tại mình có con nít mà mình được ưu tiên. Cái đó là đúng, nhưng ưu tiên phải đi ở cái lane ưu tiên dành cho phụ nữ, người lớn tuổi và trẻ em. Thì cái đằng này lại đi xếp hàng trong một cái nơi rất là bình thường và cho rằng mình đang có em bé cho nên tự chen tháo rào đi rất là hiên ngang. Thật ra lời nói đâu có mất tiền mua đâu, đúng không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những lúc như vậy chỉ cần một tiếng nói thôi thì Đại Nghĩa tin chắc rằng mọi người sẽ dễ dàng thông cảm. Có khi mình không phải là mình trực tiếp mình chứng kiến, mà mình đọc trên báo á, rồi mình thấy trên những cái trang mạng hoặc là Facebook, thì mọi người hay chia sẻ với nhau những cái clip hoặc là những cái bài báo nói về những cái vấn đề mà mọi người tranh giành xô xát với nhau về cái chuyện này. Thì mình thấy nếu như chúng ta chỉ cần ý thức một chút về cái chuyện xếp hàng thì sẽ không dẫn đến những cái chuyện đáng tiếc. Mà một khi chúng ta dẫn đến những cái chuyện này thì có nghĩa là cái công việc chúng ta nó lại càng trễ hơn so với cái dự định ban đầu. Lẽ ra ban đầu xếp hàng thì chờ 10 phút thôi, mà giờ dẫn đến ẩu đả, xô xát, chửi bới, ồn ào tưng bừng, rồi an ninh sân bay tới giải đi đủ thứ hết. Có khi là trễ nguyên ngày, thấy không? Tại ta tính già quá non là gì chứ vậy? Chứ kể là bị cấm bay nữa chứ. Nó ồn ào quá quậy, quậy hả, vô phòng làm việc. Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta có cái biện pháp gì để giúp cho mọi người nâng cao cái ý thức, cái văn hóa xếp hàng hay không? Nghĩ chắc cũng có chứ. Nhưng mà phải tốn rất là nhiều thời gian. Và đặc biệt là những nơi công cộng của chúng ta phải ý thức chuyện đó trước. Tức là những cái nơi mà tổ chức những cái sự kiện, những khu vui chơi phải đặt ra cái quy định đó. Và phải hướng dẫn nhân viên, hướng dẫn cho những hành khách, những người khách tới phải có cái ý thức đó, dần dần mới tạo thành thói quen được. Cái này thì đúng là mỗi một cái chỗ mà khi mà họ tổ chức, họ làm cái gì đó, như anh nói ví dụ như là sân bay ha, siêu thị, cửa hàng thức ăn nhanh vân vân, tất cả một cái mà những cái chỗ nào mà cần phải có người ta xếp hàng á, thì trước tiên nhân viên của họ phải nắm rõ cái luật lệ, cái điều luật này, cái văn hóa này, để có thể là sẽ là những người trực tiếp nhắc nhở cho khách hàng của mình, giúp cho khách hàng của mình có kiến thức trong cái việc đó. Và cái nữa,
là cái vấn đề mà giáo dục trong nhà trường. Thì giống như hồi nhỏ mình đã được câu thầy cô giáo dạy là xếp hàng vào lớp, nhưng mà cái bài học này anh nghĩ rằng nó phải cần được nhắc đi nhắc lại. Nó nằm trong những cái bài học về giáo dục công dân, về đạo đức, để cho mọi người thấy rằng à, nó không phải chỉ là một cái điều mà đơn giản bình thường chúng ta còn nhỏ được học, mà nó phải là được lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày, nó trở thành một cái nét văn hóa luôn thì mới được. Dĩ nhiên ngoài những cái điều mà tiêu cực anh em chúng tôi vừa trao đổi thì vẫn có rất là nhiều những cái bạn trẻ, như hồi nãy Huy Khánh có nói là do các bạn tiếp xúc với các nước phát triển đi nhiều, cho nên các bạn hiểu được cái văn hóa xếp hàng này nó như thế nào. Vì vậy những cái điều mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay thật ra nó cũng chỉ là một vài điểm tiêu cực trong rất là nhiều những cái điểm tích cực mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày trong cuộc sống. Huy Khánh hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy luôn luôn có một ý thức nhỏ nhất trong cuộc sống của mình, đó chính là ý thức xếp hàng. Cho dù chúng ta có nhanh hơn một vài phút, nhưng mà để cho những người xung quanh, những người bên cạnh của mình nhìn và thấy chúng ta là một người không tốt thì đó là một điều rất là đáng buồn. Ngày hôm nay thì cảm ơn Huy Khánh đã đến đây để chia sẻ với mọi người cái câu chuyện về xếp hàng từ chính bản thân Huy Khánh đã trải qua. À, những cái điều mà hệ lụy Huy Khánh cảm thấy khó chịu trong cái việc mà mọi người thiếu ý thức xếp hàng, để Huy Khánh chia sẻ lại câu chuyện ấy với tất cả mọi người để chúng ta ý thức hơn về cái nếp sống văn minh trong một xã hội hiện đại như thế nào từ những điều nhỏ nhất. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với nhau về những vấn đề khác cũng hấp dẫn không kém. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.